Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với chuyên mục Nhận Tri Thức. Bài viết của chúng ta ngày hôm nay nói về trà, thứ đồ uống quyền lực nhất thế giới của tác giả Tidicius. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Bây giờ, mời anh em hãy trật tự chỗ ngồi và chúng ta cùng nhau lắng nghe bài viết này nhé. Trà, nguồn gốc về thứ đồ uống quyền lực nhất trên thế giới. Đã có ai ở đây từng uống trà bao giờ chưa? À không, phải hỏi ngược lại mới đúng chứ. Đã có ai chưa từng uống trà bao giờ chưa? Vâng, trà chính là thứ đồ uống được tiêu thụ nhiều thứ hai trên toàn thế giới, chỉ sau nước. Và càng không thể tin được khi cái thứ đồ uống vừa đắng vừa chát này từng làm khuynh đảo cả thế giới, tác động và làm thay đổi lịch sử nhân loại. Vậy thì, trà từ đâu mà có? Và nó có quyền lực như thế nào? Nguồn gốc cao quý của trà. Cũng giống như các phát minh vô cùng quan trọng của nhân loại như giấy, thuốc súng, pháo hoa hay la bàn, thì trà cũng là một trong những sản phẩm bắt nguồn từ nền văn minh Trung Hoa cổ đại. Có thể nói rằng anh bạn hàng xóm phương Bắc của chúng ta rất xứng đáng là một trong bốn cái nôi của văn minh nhân loại, khi mà những người Trung Hoa cổ đại đã đóng góp không ít những phát minh quan trọng cho nhân loại, và một trong số đó có trà. Ngược dòng thời gian để trở về với quá khứ, các tư liệu sử học đầu tiên ghi nhận người Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng trà từ tận hàng ngàn năm trước. Trong cuốn Trà Kinh của Lục Vũ, người được mệnh danh là Trà Thánh đời nhà Đường, có chép rằng nguồn gốc của trà có từ rất rất xa xưa, từ thời Thần Nông, một trong Tam Hoàng, tức là ba vị vua khởi thủy của người Trung Quốc. Thần Nông đã dạy con người cách trồng trọt, làm thuốc chữa bệnh. Chính vì vậy, ông giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong lịch sử 5.000 năm của người Trung Quốc. Trong một lần ông đi thử một loại cỏ mới thì không may đã bị sập. Đùa tí thôi, thực ra là ông đã bị trúng độc. Trong lúc bất ngờ và đôi chút hoảng loạn vì trúng độc, ông vội vàng tìm những loại cây khác có khả năng giải độc. Tình cờ, ông tìm thấy được một loại lá thơm, có vị chát và đặc biệt là bằng một cách thần kỳ nào đó, nó đã giúp ông giảm lập tức các triệu chứng gây ra bởi loại cỏ độc kia. Và rất nhanh chóng, Thần Nông đã hiểu ra rằng loại lá này có khả năng giải độc. Và nghe tới đây thì chắc các bạn đã đoán ra được đó là loại lá gì rồi đúng không nào? Chính xác, đó chính là trà. Câu chuyện bước ra từ truyền thuyết kể trên có thể coi là một cách lý giải của người Trung Quốc về cách mà họ tìm ra lá trà. Thế nhưng có một điều mà chúng ta phải hoàn toàn công nhận, đó là từ xa xưa, người Trung Quốc đã biết lá trà có tác dụng thanh nhiệt giải độc và sử dụng chúng như một loại thuốc bổ. Còn theo các nghiên cứu lịch sử, thì trà được người Trung Quốc biết đến vào đầu thời nhà Chu. Bắt đầu từ việc vua nước Ba, ngày nay là vùng Tứ Xuyên, cống nạp cho vua Chu bách thảo, tức là các loài cây quý, thì trong đó có lá trà. Và đây là sự kiện đánh dấu hành trình bước ra công chúng của trà. Tương truyền thời Xuân Thu, Lão Tử, nhà hiền triết sáng lập ra đạo Lão, khi tiếp xúc với trà cũng thốt lên rằng đây là thứ chất lỏng quý như ngọc, để rồi sau đó ông quên đi mọi phiền muộn và viết nên quyển Đạo Đức Kinh. Phải chăng trà chanh chém gió bắt nguồn từ đây? Và cũng phải nói thêm rằng người Trung Quốc dường như đã tạo ra một công cụ khác ngoài việc giải độc, thanh mát của trà, đó chính là giúp cho người ta tỉnh táo và tập trung hơn khi uống. Phải công nhận rằng về khoản tìm tòi thì người Trung Quốc xưa đúng là không thể xem thường được. Nhưng có một sự thật là ban đầu người Trung Quốc không dùng trà như một thức uống mà dùng để nấu ăn hoặc dùng để sắc làm thuốc. Lá trà ban đầu cũng rất hiếm vì khi đó rất ít vùng ở Trung Quốc có thể trồng được loại cây này. Bởi để trồng được loại cây này thì phải cần điều kiện thổ nhưỡng và thời tiết rất riêng biệt. Vùng đất Ba Thục, tức vùng đất Tứ Xuyên ngày nay, được ghi nhận là nơi đầu tiên phát hiện ra trà ở Trung Quốc và cũng là nơi duy nhất cung cấp trà cho cả vùng Hoa Hạ thời đó. Đến thời Hán, người ta đã biết cách luộc lá trà để lấy nước uống và nó nhanh chóng trở thành một món yêu thích của vua và quý tộc. Tuy vậy thì trà vẫn chưa được coi là một loại đồ uống như bình thường như rượu. Tương truyền, Hán Tuyên Đế thời Tây Hán là một người cực kỳ mê trà, nhưng ông ta lại không thích vị đắng của nó nên đã trồng riêng tại đỉnh núi Mông Sơn, ngày nay thuộc thành đô Tứ Xuyên, một loại trà chỉ có vị ngọt. Người đời thường gọi loại trà đó là Mông Đỉnh Cam Lộ, phục vụ riêng cho hoàng đế. Và cho đến ngày nay thì đây vẫn là một giống trà quý của Trung Quốc. Bất cứ ai có dịp tới Trung Quốc thì đều nên thử qua loại trà này. Sau thời nhà Hán,
Trung Quốc rơi vào thời kỳ nội chiến liên miên suốt vài trăm năm và sự phát triển của trà bị ảnh hưởng rất nhiều bởi điều đó. Phải đến thời kỳ thống nhất giữa nhà Tùy, Đường, trà mới được trở lại, tiếp tục phát triển và mở rộng ảnh hưởng của mình. Trà trở thành thức uống phổ biến bắt đầu ở thời nhà Đường vào thế kỷ thứ 6. Thời kỳ này, người ta tìm cách xử lý trà bằng việc nấu lên và đóng thành bánh, khi sử dụng thì nghiền thành bột và đun với nước sôi. Đây chính là mạt trà, hay còn gọi là matcha, cái tên mà ngày nay chinh phục tất cả các cô nàng bởi những tác dụng tuyệt vời của nó với làn da và sức khỏe. Cách làm này giúp trà để được lâu hơn, qua đó giúp cho việc lưu thông và sử dụng trở nên rộng rãi hơn. Tuy nhiên, cũng phải đến khi Lục Vũ tập hợp tất cả các sử liệu, văn hóa uống trà vào cuốn Trà Kinh, người Trung Quốc mới thực sự coi uống trà là một nét văn hóa. Với thành tựu ấy, người đời coi Lục Vũ là trà thánh, sánh ngang với Văn Thánh Khổng Tử, Bình Thánh Tôn Tử và Võ Thánh Quang Vũ. Cũng từ đây, trà đã được nâng tầm một cách thần kỳ. Có thể nói cuốn Trà Kinh của Lục Vũ đã giúp trà và uống trà trở thành một nét văn hóa thực thụ. Người ta bắt đầu viết thơ ca ngợi trà, vẽ tranh về trà. Trà ngày càng trở nên cao quý và được xem là một phần của nền văn hóa. Sự thịnh vượng và sức ảnh hưởng của nhà Đường bắt đầu cho sự trao đổi của trà. Qua đó, biến nó thành một thứ hàng hóa thương mại, tuy chỉ ở quy mô nhỏ. Vào thời kỳ này, ở vùng Vân Nam xa xôi, tồn tại một nhà nước là Nam Chiếu. Đây cũng là một vùng đất trồng rộng rãi cây trà. Nhưng do sự thù địch của Nam Chiếu với triều Đường nên trà Vân Nam không được phổ biến tới Trung Quốc và vì thế không được nhiều người biết tới. Đến cuối thời Đường, đầu đời Tống, mạt trà nhường chỗ cho trà khô, qua đó thay đổi hoàn toàn cách uống trà và văn hóa thưởng trà của người Trung Quốc. Người ta không còn dùng bột trà hòa vào nước nữa, mà dùng lá trà khô trần qua nước sôi. Cách uống trà này tồn tại cho tới ngày nay. Mạt trà tuy tàn lụi ở Trung Quốc nhưng được một nhà sư người Nhật là Eisen mang sang Nhật Bản. Chính từ sự kiện này, người Nhật đã hình thành nên văn hóa trà đạo vô cùng nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng vô cùng khủng khiếp lên toàn thế giới. Trà đạo của người Nhật không sử dụng trà khô mà chỉ tập trung chủ yếu vào mạt trà. Quay lại với cái nôi của trà là Trung Quốc. Vào thời kỳ đó, nhà Tống được coi là triều đại đỉnh cao của nho học Trung Hoa, nên sự gắn kết của trà với nho giáo ngày càng lớn hơn. Sức ảnh hưởng của nho giáo khiến mọi tầng lớp đều uống trà, tính đại chúng của trà ngày càng rộng hơn. Và một trong những nguyên nhân là lượng cung cấp trà được nâng cao khi nước Đại Lý, một triều đại thay thế cho nhà Nam Chiếu ở vùng Vân Nam thời Đường và cung cấp một lượng lớn trà cho nhà Tống. Sau một thời gian, thị trường trà đã bị rối loạn không nhỏ trong cuộc chinh phạt của người Mông Cổ vào thế kỷ thứ 13. Tuy nhiên, khi nhà Nguyên của người Mông Cổ lên nắm quyền thì nước Đại Lý vẫn được giữ lãnh địa và được cung cấp trà như cũ. Tuy rằng trà đã có ảnh hưởng rất lớn đến văn hóa và tôn giáo trong giai đoạn này, nhưng phải đến thế kỷ sau đó, trà mới thực sự thể hiện quyền lực và sức ảnh hưởng khủng khiếp của mình. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu về điều đó ngay sau đây. Quyền lực khủng khiếp của trà. Khi nhà Minh lật đổ nhà Nguyên vào thế kỷ thứ 14, họ cũng chiếm luôn nước Đại Lý, qua đó trở thành quốc gia độc quyền trà. Cùng với đầu gốm và lụa, trà trở thành một trong những hàng hóa thương mại quan trọng đem lại sự thịnh vượng cho nhà Minh. Thời kỳ này, người ta đã biết bảo quản trà cũng lâu hơn, và điều này thì giúp cho việc buôn bán trà được thuận lợi hơn vô cùng. Đây có thể xem là một cuộc cách mạng trong ngành trà. Khu vực canh tác trà cũng được mở rộng sang phía đông như các vùng Hồ Nam, Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tô. Đặc biệt, vùng Phúc Kiến nổi tiếng với thương hiệu trà Ô Long. Người dùng trà cũng biết cách ướp trà trong hoa để có được mùi thơm lừng mà sau này chúng ta có thể gọi là trà nhài, trà liên hoa, v.v. Lợi nhuận do trà đem lại lớn đến mức nhà Minh phải lập hẳn một bộ là bộ trà mã chỉ để quản lý việc kinh doanh trà. Sự kiện mang tính bước ngoặt cho lịch sử của ngành trà diễn ra vào khoảng đầu thế kỷ thứ 17. Một con tàu của công ty Đông Ấn Hà Lan mang theo một lượng lớn trà từ Trung Quốc cập cảng Amsterdam và lần đầu tiên người châu Âu được tiếp xúc với thứ nguyên liệu được dùng làm đồ uống mà họ chỉ được nghe qua lời kể của những nhà thám hiểm như Marco Polo, Ramusio. Và nhanh chóng, cái thứ nước đắng đắng chát chát này đã chinh phục giới quý tộc ở châu Âu. Và thế là các nước châu Âu đổ xô đi buôn trà. Trà du nhập vào Anh qua đường buôn lậu từ Amsterdam. Trà được bày bán ở các cửa hàng cà phê ở London. Tuy nhiên, trà trở nên phổ biến ở Anh là nhờ một quận chúa người Bồ Đào Nha tên Catherine of Braganza, một người rất mê trà. Bà này lại chính là hôn thê của vua Charles đệ nhị nước Anh. Từ cái lúc bà mang trà đến hoàng gia, giới quý tộc Anh nhanh chóng bị trà mê hoặc
Và từ đó, một làn sóng uống trà lan khắp nước Anh. Người dân Anh cực kỳ yêu thích thứ đồ uống này, thậm chí còn tạo nên một nét văn hóa uống trà lúc chiều của người Anh ngày nay. Thế là nước Anh muốn nhập nhiều trà hơn. Tình cờ Anh lúc đó lại là một cường quốc thương mại trên biển với công ty Đông Ấn và hải quân hùng mạnh. Trong một thế kỷ tiếp theo, họ trở thành thế lực thống trị thế giới. Với sức mạnh và tầm ảnh hưởng của đế quốc Anh, giúp trà được biết đến khắp thế giới, từ những thành phố ở châu Âu cho tới Ấn Độ và thuộc địa ở Bắc Mỹ. Vào thời gian này, trà có giá đắt gấp 10 lần cà phê do sự độc quyền của Trung Quốc trong việc sản xuất và xuất khẩu trà. Người Anh đến thế kỷ 19 còn chế tạo nên những con tàu Clipper cải tiến trên mẫu tàu của người Mỹ với vận tốc nhanh nhất vào thời đó, tối đa 22 hải lý trên giờ, để có thể chở trà từ Trung Quốc đến châu Âu trong thời gian nhanh nhất để tối đa lợi nhuận. Thế kỷ thứ 18, châu Âu diễn ra cuộc chiến tranh 7 năm giữa hai siêu cường Anh và Pháp, mà kết thúc là thắng lợi của Anh. Tuy nhiên, cuộc chiến làm cạn kiệt ngân khố nước Anh khiến họ phải đánh thuế nặng hơn ở các thuộc địa, đồng thời tăng giá trà. Một mặt hàng thương mại chủ lực của Anh khiến cho giá trà đã cao lại còn cao hơn. Và đương nhiên, dân thuộc địa bất mãn rồi, và manh động nhất chính là thuộc địa Bắc Mỹ. Và hành động khiến chiến tranh bắt đầu chính là khi họ đổ trà xuống biển ở cảng Boston. Hành động này lúc ấy không khác gì đổ cả tỷ đô la hay là đổ những thùng vàng xuống biển. Điều này đương nhiên khiến người Anh tức điên và chiến tranh bùng nổ. Nhưng cuối cùng thuộc địa Bắc Mỹ chiến thắng cùng sự ra đời của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Có thể nói, trà gián tiếp gây ra chiến tranh thuộc địa Bắc Mỹ và hình thành nên nước Mỹ ngày nay. Sau khi mất địa Bắc Mỹ, nước Anh mất đi một nguồn lợi nhuận lớn. Trong khi đó, châu Âu tiếp tục bước vào những cuộc chiến tranh trong thế kỷ thứ 19. Trong đó có chiến tranh Napoleon mà Anh là một trong những nước trực tiếp tham chiến. Nước Anh cần phải nghĩ ra cách để tránh thiệt hại và thậm chí còn có thể kiếm được lợi từ đó. Một lần nữa, trà được sử dụng làm con bài chiến lược. Trước đây, người Anh vẫn trả người Trung Quốc bằng tiền bạc để lấy trà. Nhưng người Trung Quốc độc quyền nguồn cung trà nên họ có thể tùy ý tăng giá và người Anh thì liên tục phải mua trà với mức giá trên trời. Và lúc này, những tay buôn tới từ xứ sở sương mù lại nghĩ ra một cách thức rất hay và có thể gọi là nguy hiểm để giải quyết vấn đề này. Họ dùng thuốc phiện để đổi lấy trà. Cách này đã giúp người Anh tăng lợi nhuận gấp hàng trăm lần. Nhà phiến là chất gây nghiện, nên người Trung Quốc nhanh chóng trở thành những con nghiện và khiến sức khỏe giảm sút. Nhà Thanh nhận ra tác hại và bắt đầu nghiêm cấm dùng nhà phiến. Đỉnh điểm là quân tổng trấn Lâm Tắc Từ cho tiêu hủy nhà phiến ở Quảng Đông. Người Anh lập tức mang quân đội đến. Và thế là cuộc chiến tranh nhà phiến xảy ra với kết cục là sự thảm bại của nhà Thanh. Hồng Kông được nhượng lại cho Anh cùng một khoản bồi thường và khiến cho nhà Thanh, Trung Quốc suy yếu trầm trọng trong suốt thế kỷ sau đó. Trà giúp người Trung Quốc giàu có nhưng cũng chính nó đã đẩy họ vào thảm cảnh. Người Anh tiếp tục được đổi nhà phiến lấy trà, nhưng với họ thế là chưa đủ, họ còn muốn tự trồng trà chứ không chỉ mua từ người Trung Quốc nữa. Vậy nên, họ bí mật cử nhà sinh vật học Robert Fortune đến các vùng trồng trà ở Trung Quốc như Phúc Kiến, Quảng Đông, Giang Tô. Sau 2 năm, ông ta học được các kỹ thuật của người trồng và lấy đi các cây giống. Sau đó, các cây giống được chuyển đến vùng Darjeeling, vùng núi Himalaya, Ấn Độ, thuộc địa của Anh. Từ đây, vùng đất này, trà được trồng và sản xuất với số lượng lớn hơn trước rất nhiều và trà trở thành thứ đồ uống phổ biến trên toàn thế giới. Quyền lực của trà suy giảm trong thế kỷ thứ 20 khi nó không còn là vị thế của một mặt hàng chiến lược như cái thời Trung Quốc hay Anh độc quyền nữa. Bởi giờ đây rất nhiều vùng trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam, có vùng chuyên canh trồng trà. Đồng thời, của cách mạng khoa học kỹ thuật, người ta tạo ra được các thứ nước cạnh tranh với trà như là soda, nước trái cây. Thế nhưng, vị thế của trà được khôi phục bắt đầu từ cuối thế kỷ thứ 20, đặc biệt khi Trung Quốc, Ấn Độ trỗi dậy. Các nước có văn hóa uống trà này nhanh chóng biến trà thành một thứ văn hóa đại chúng với những lon trà giải khát uống ngay thay cho trà pha chế truyền thống. Trà nhài, trà ô long, trà xanh được biến hóa thành thứ đồ giải khát, giúp trà cạnh tranh với Coca-Cola hay Pepsi. Tại Đài Loan, người ta đã chế ra một loại trà đã làm khuynh đảo giới trẻ ở nhiều quốc gia, đặc biệt là ở Việt Nam. Thứ nước được kết hợp từ trà đó đã trở thành một thứ nước có khả năng gây nghiện nặng và bào mòn chiếc ví của rất rất nhiều cô nàng, cũng như là thứ hoạt chất xoa dịu được mọi cuộc cãi vã. Tên của nó là trà sữa. Này anh yêu em muốn uống trà tua. Ok em yêu hà miệng ra. Với một quá khứ hào hùng và một lịch sử ly kỳ,
Trà đã tạo nên những nét văn hóa uống trà vô cùng đặc sắc và độc đáo ở rất nhiều quốc gia trên thế giới và sở hữu một sức mạnh to lớn có khả năng chi phối thế giới. Trà dần len lỏi vào từng ngóc ngách của đời sống con người và đã trở thành một phần của cuộc sống của rất nhiều người. Để nói về trà, chỉ có hai chữ quyền lực mới có thể nói hết tầm vóc của thứ đồ uống này. Theo một thuyết khác của Phật giáo, trà được Bồ Đề Đạt Ma đưa vào Trung Quốc từ Ấn Độ trong khoảng thế kỷ thứ 5 sau Công Nguyên. Để khẳng định giả thuyết này, các nhà khoa học đã tìm thấy các cây trà dại mọc ở miền Bắc Ấn Độ. Tuy nhiên, có rất ít tư liệu chứng minh người Ấn Độ biết uống trà từ thế kỷ thứ 5, cho nên giả thuyết trà được du nhập vào Trung Quốc từ Ấn Độ đã bị nghi ngờ. Với sự ảnh hưởng của gốm sứ đời nhà Minh, các bộ ấm trà thời đó đều được làm bằng sứ. Trước đây thì được làm bằng đất nung hoặc đồng. Điều này tác động đến văn hóa uống trà của các nước trong khu vực như Việt Nam, Nhật Bản và Triều Tiên. Hệ quả là bây giờ mỗi nhà ở Việt Nam đều có một bộ ấm trà sứ. Hy vọng là các bạn thích bài viết lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.